xin chào các bạn trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đưa trang web hay dùng ra màn hình chính giống như là một cái ứng dụng vậy thì mục đích để làm gì Nhân nhất là để chúng ta tiện lợi trong việc truy cập tránh trường hợp chúng ta mất nhiều thời gian để vào google rồi vào đánh vào tìm kiếm rồi sau đó đến web mà chúng ta truy cập vào rất là mất thời gian và nhanh chóng mà mà chúng ta có thể dùng như là tưởng tượng giống như là tương đương giống như một cái app chúng ta hay sử dụng vậy chẳng hạn như app Zalo hay là những cái app Facebook vậy chỉ cần một cú chạm tay là chúng ta đi đến ngay cái trang web mà chúng ta hay dùng rất là hay rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết rồi bây giờ chẳng hạn mình sẽ à, tìm kiếm một cái trang web mà mình à, ví dụ chẳng hạn mình hay vào nè các bạn bấm vào cốc cốc thì đây mình có biểu tượng tìm kiếm nhanh ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào chẳng hạn ở đây mình bấm là cái một cái trang web bất kỳ à, công ty vi xem nha rồi chẳng hạn công xi măng Hà Tiên một chẳng hạn, nó chẳng hạn cái trang web này công ty vi xem Hà Tiên một, rồi bây giờ cái trang web này thì ví dụ là mình hay xem tin tức ở cái trang web xi măng Hà Tiên một này cũng là một những đơn vị sản xuất xi măng rất là nổi tiếng. thì đầu tiên các bạn sẽ vào à, bước thứ nhất vào cái dấu ba ba chấm ở phía trên cùng bên tay phải các bạn nhấp vào và mục tiếp theo các bạn sẽ bấm vào thêm màn hình thêm vào màn hình chờ đó có nghĩa là chúng ta thêm cái biểu tượng thì lập tức sẽ đến trong web này ngay lập tức không cần phải là và đi vào tìm kiếm qua các bước như vừa rồi rồi ở đây cái tên thì các bạn có thể là để mặc định hoặc các bạn có thể là tùy chỉnh thì mình muốn tùy chỉnh thì các bạn sẽ bôi à, tròn toàn bộ và xóa đi à, rồi sau đó các bạn sẽ bấm à, cái tên như, như mình bấm sửa lại cho ngắn gọn thôi à, công ty à, xi măng à, vi công ty ViSem, đi xem à, tiền một mình biết đặt luôn, nó thật là ngắn gọn, à, dễ, dễ hiểu. Rồi các bạn sẽ bấm vào tích vào nút thêm. Rồi như vậy là à, được cài thêm biểu tượng logo mặc định luôn, rất là hay. Rồi các bạn bấm tự động thêm. Rồi như vậy là chúng ta đã thao tác là thêm xong. Và các bạn à, vào màn hình chính để xem kiểm tra. Nó lúc này lập tức đã vào đây, vào cái thêm vào màn hình chính. Rồi. bây giờ mình sẽ đóng đóng cái tăng trang web này lại rồi thì các bạn sẽ uh, mở lên thì các bạn chỉ cần một cú kích uh, vào cái biểu tượng này thì lập tức sẽ thấy đến cái trang web lúc nãy rất là hay mà chúng ta là không cần phải truy cập uh, nhiều bước Google và tìm kiếm đó các bạn sẽ vào để xem toàn bộ cái thông tin uhm. rất là tuyệt vời đó logo thì nó cũng giống như là những cái app thông thường như những, những hàng giống như cái app Facebook hay là bất kỳ cái gì à, cái app nào các bạn có thể là chỉ cần một cú nhấp là sẽ vào ngay được cái trang web mà để chúng ta cần xem mà khỏi cần phải tìm đi tìm lại nếu chúng ta hay dùng thì các cái cách này cũng rất là hay rồi như vậy là video hôm nay mình đã giới thiệu xong các bạn cách chúng ta có thể thêm cái biểu tượng cái này gọi là icon có nghĩa là biểu tượng của một cái trang web để cái lối tắt chúng ta mở trang web lên thật là nhanh và khỏi cần phải tra google rồi gọi tìm kiếm rồi dò tìm trang web mới vào được cái trang web chính mà mình cần tìm rất là hay khi vòng video mang đến các bạn những giá trị nhất định cảm ơn các bạn đã xem video các bạn nhớ đăng ký like chia sẻ và bấm chuông cần theo dõi khi mà có video mới ra xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại